Việt Hoàng, ông Hoàng Nhạc Đỏ cưới vợ kém 18 tuổi, U60 giải từ sân khấu, xây viện dưỡng lão nghệ sĩ. Tuy vẫn đang là tên tuổi được nhiều khán giả yêu mến trong lòng Nhạc Đỏ, nhưng Việt Hoàng đã nghĩ đến chuyện nghỉ hưu sớm, giải từ sân khấu vào năm 60 tuổi. Cuộc sống hạnh phúc bên vợ đẹp kém 18 tuổi. Việt Hoàng được biết đến là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc đỏ Việt Nam. Anh thường kết hợp với hai người bạn thân là Trọng Tấn và Đăng Dương, tạo nên tam ca nhạc đỏ đình đám khắp các sân khấu âm nhạc. Dù không sở hữu ngoại hình ưa nhìn phong độ, nhưng Việt Hoàng lại ghi điểm với khán giả nhờ giọng ca đẹp và giàu kỹ thuật. Vì vậy, anh còn được mệnh danh là chàng Trương Chi của làng nhạc đỏ. Ngoài sự nghiệp ca hát thành công rực rỡ, Việt Hoàng còn được khán giả ngưỡng mộ bởi đời tư không ồn ào và cuộc sống gia đình viên mãn. Bà xã của anh là người đẹp Hoa Trần, kém anh 18 tuổi. Cặp đôi quen nhau khi Việt Hoàng biểu diễn trong một chương trình ở Bộ Công Thương, nơi Hoa Trần công tác. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã ấn tượng trước vẻ đẹp hồn nhiên trong trẻo của bà xã, còn Trần Hoa cảm mến sự giản dị vui tính của anh. Tuy nhiên, thời mới yêu, cả hai từng đối mặt với nhiều dị nghị vì Hoa Trần sở hữu nhan sắc xinh đẹp lại trẻ hơn chồng nhiều tuổi nên cả hai bị ví là cặp đôi đũa lệch. Thậm chí nhiều người còn nghi ngờ cô đến với Việt Hoàng do danh tiếng và sự giàu có của anh. Tuy nhiên, Hoa Trần chưa bao giờ quan tâm đến ngoại hình hay sự nổi tiếng của chồng. Bà xã Việt Hoàng tâm sự, thời điểm đó sự hài hước duyên dáng của anh Hoàng đã thu hút tôi. Khi tiếp xúc, tôi cảm nhận anh rất mộc mạc, giản dị và gần gũi. Ở bên cạnh anh, tôi cảm giác rất an toàn. Đến nay, vợ chồng Việt Hoàng đã gắn bó bên nhau được 16 năm. Cuộc sống của họ trôi qua hạnh phúc, bình yên bên ba cô con gái ngoan ngoãn. Sau nhiều năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, chàng Trương Chi của làng nhạc đỏ đã có cho mình gia tài đáng mơ ước. Hiện tại, anh đang sở hữu hai cơ ngơi rộng lớn, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Ngoài căn nhà vườn rộng gần 2.000 m2 ở Quốc Oai, Việt Hoàng còn là chủ nhân của một trang trại rộng 10.000 m2 ở Thạch Thất. Đây cũng là nơi gia đình anh thường xuyên lưu lại và tiếp đón bạn bè. Trong không gian sống ngập tràn màu xanh, nam ca sĩ thường cùng các con trồng rau, trồng hoa, thu hoạch quả cùng hòa mình vào cuộc sống thiên nhiên. Muốn nghỉ hát ở tuổi 60, xây viện dưỡng lão cho nghệ sĩ. Tuy vẫn đang là tên tuổi hot được nhiều khán giả yêu mến trong làng nhạc đỏ, nhưng Việt Hoàng đã nghĩ đến chuyện nghỉ hưu sớm, giải từ sân khấu. Nam ca sĩ cho hay anh đã lên kế hoạch nghỉ hát ở tuổi 60. Ở tuổi này, Việt Hoàng sinh năm 1966, năm nay 57 tuổi. Nếu nói về danh tiếng, tôi không thể nổi tiếng hơn được nữa. Tên tuổi đã định hình rồi. Nếu có cũng chỉ bùng lên và tắt đi thôi. Tôi cho rằng người nghệ sĩ biết trân trọng giá trị mà mình tạo nên ở tuổi thanh xuân sẽ biết điểm dừng ở thời điểm nào đó nhất định. Có thể khi người nghệ sĩ già đi, thanh đới cũng già theo, trùng xuống giọng hát rè đi, nhan sắc không còn. Khán giả vẫn yêu người nghệ sĩ ấy, nhưng chắc chắn là một tình cảm, một cách nhìn khác. Tôi không muốn nhận sự yêu thương theo cách thương hại. Tôi biết mình, hiểu mình như thế nào và xác định điểm dừng của mình. Tôi đã lên kế hoạch sẽ chỉ hát đến năm 60 tuổi là giả từ sân khấu. Sau đó có thể tôi vẫn xuất hiện trên sân khấu, nhưng trong vai trò khách mời ở một chương trình đặc biệt nào đó thôi, chứ không chạy show lấy cát xê như bây giờ. Tôi muốn khán giả nhớ về Việt Hoàng là nhớ về một giọng hát tình cảm đầy ắp nhiệt huyết, hình ảnh thật đẹp ở thời gian đẹp nhất. Đó là ước mơ của tôi, Việt Hoàng tâm sự. Giọng ca nhạc đỏ chia sẻ thêm, dù nghỉ đi hát nhưng anh không quá lo lắng về tài chính bởi luôn có nhiều công việc để làm. Những năm qua bên cạnh âm nhạc, Việt Hoàng vẫn âm thầm thực hiện nhiều dự án khác để chuẩn bị cho ngày nghỉ hưu. Anh xây dựng trang trại làm homestay, đồng sáng lập một thương hiệu sơn tường, mở cửa hàng kinh doanh sơn và thực hiện series chương trình Đồi Gió Hát. Vì thế, nam ca sĩ có thể đảm bảo đủ kinh tế để chăm lo cho gia đình và ba con. Từ năm 45 tuổi, khi nếp nhăn hằn trên trán là tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc mình sẽ dừng hát ở tuổi nào. Đáng lẽ tôi muốn vào nghỉ hát sớm hơn, nhưng vì tôi lập gia đình muộn, lại có ba con còn nhỏ, nên vẫn cứ phải chạy show để có kinh tế đảm bảo nuôi các con. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tôi vẫn âm thầm chuẩn bị để sẵn sàng cho ngày về hưu ấy. Tôi khuyên mọi người cũng nên như tôi, chuẩn bị trước cho tương lai của mình để đến ngày đó không rơi vào khó khăn. Nam ca sĩ chia sẻ, Việt Hoàng cũng bộc bạch tâm nguyện của anh ở thời điểm hiện tại là xây dựng một viện dưỡng lão cho các nghệ sĩ neo đơn. Đầu năm nay, một người bạn của nam ca sĩ đã hứa cho anh toàn quyền sử dụng một mảnh đất 10.000 m2 vào mục đích có ý nghĩa này. Nếu tôi làm được, tôi tin rằng nhiều nghệ sĩ khó khăn neo đơn sẽ không phải sống nhờ vào sự kêu gọi hay những buổi biểu diễn từ thiện mong khán giả phải giúp đỡ mình nữa. Giờ đây, anh mong muốn bản thân có sức khỏe để hoàn thành được tâm nguyện xây viện dưỡng lão nghệ sĩ. Nếu làm được điều đó, nam ca sĩ cảm thấy cuộc đời mình thực sự mãn nguyện. Trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ trách nhiệm của người nghệ sĩ là phải yêu thương bao bọc nhau và ai có hoàn cảnh khó khăn sẽ luôn có bàn tay của chính những người trong nghề đưa ra giúp đỡ trước tiên. Khi làm bầu show cho một chương trình nghệ thuật nào đó, tôi luôn muốn phải được trả tiền cát xê cho bạn diễn cao hơn hẳn các bầu show khác ở ngoài. Vì tôi là nghệ sĩ nên rất hiểu và trân trọng nghệ sĩ. Giờ tôi cầu mong ông trời cho sức khỏe để tôi có thể hoàn thành được tâm nguyện này. Nếu làm được điều đó, đời tôi thực sự mãn nguyện, Việt Hoàng nói.